Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thì Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ dàn karaoke gia đình với mức giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ dưới 20 triệu thôi là mọi người đã có bộ dàn karaoke gia đình đến từ các thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam và được bảo hành rất lâu. Thì mọi người đón chờ clip xem đó là dòng sản phẩm nào. Bắt đầu thôi. Bộ dàn hôm nay á mình có được á là bởi vì là mình đã đi xin bên hãng có thể chiết khấu cho mình một cái mức giá rất tốt để mình đưa deal đến cho mọi người. Và mọi người mua sản phẩm này mọi người vẫn được bảo hành một cái thời gian rất là lâu, lên đến 5 năm. Mà mọi người biết rồi á, một cái dàn âm thanh mà bảo hành 5 năm thì nó cực kỳ lâu và cực kỳ an tâm khi sử dụng. Mà nói đến bảo hành 5 năm ở thị trường Việt Nam thì mọi người biết đó, chỉ có một dòng loa duy nhất trên thị trường Việt Nam mà mình biết dám bảo hành 5 năm thôi, đó là một dòng loa đến từ thương hiệu Paramax, một thương hiệu đến từ Việt Nam. Paramax là một cái thương hiệu rất là lâu đời trên thị trường rồi, đã thành lập cách đây 20 năm rồi, và trong thời gian gần đây họ bắt đầu làm ra những sản phẩm loa chất lượng cao và kéo dài cái độ bảo hành lên đến 5 năm. Mà mọi người biết tại sao được bảo hành đến 5 năm không? Bởi vì là loa họ sản xuất tại Việt Nam luôn, tất cả các linh kiện, kể cả củ loa cho đến thùng gỗ, cho đến thùng giấy, cho đến tất cả bo mạch trong đó họ đều sản xuất được tại Việt Nam và chính tay các công nhân, các kỹ sư Việt Nam sản xuất ra, nên họ bảo hành cho mình rất là lâu. Mà thật ra trên thị trường cũng có một số thương hiệu mà cũng nhận mình bảo hành 5 năm, tuy nhiên á, mình cũng không có niềm tin lắm. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ dựa niềm tin trên một cái thương hiệu nào đó nó đã trải qua rất là nhiều năm ở thị trường Nam rồi. Ví dụ như một Hưng công ty 20 năm thì họ nhận một cái loa bảo hành 5 năm mình có thể tin được, nhưng mà nhiều công ty mới thành lập được 2-3 năm nhưng mà sản phẩm của họ họ bảo là bảo hành 5 năm thì nhiều khi chưa khắc là cái sản phẩm đó đến chờ đến năm thứ tư nhiều khi mình không thích công ty đó đâu rồi luôn á, chứ đừng có nói đến bảo hành 5 năm. Ok, không có dông dài nữa, mình sẽ mở sản phẩm này ra cho mọi người coi ha. Đầu tiên, cái quan trọng nhất của bộ dàn này chính là một cặp loa đến từ Paramax ha. Dòng Paramax S25, một dòng loa full range 2,5 tấc. Đó. Nè, mình hôi điêu luôn nha, bảo hành 5 năm nha. Chất lượng lâu dài mọi người thấy không? Chỉ có một dòng loa duy nhất dám bảo hành, dám tự tin vỗ ngực là mình bảo hành 5 năm thôi mọi người ơi. Ok. Thùng hai da ha. Rồi hai da luôn. Một cái thùng rất là cứng cáp, mút xốp cứng luôn. Ok, rồi bỏ qua. Ây à, chà, chắc mình để mình lăn ra đi xíu đi cho nó ra ngoài. Nay showroom mình hơi bừa xíu do là sửa cái phía bên trong ấy mọi người. Sắp tới bên mình chắc sửa chỗ bên trong xong rồi mình sẽ quay clip, chắc anh Vũ quay clip cho mọi người coi xem là trong đó bên mình sẽ trưng bày gì. Thường là trong đó thì bên mình sẽ trưng bày về hi-fi, về các loa di động như là sao ba này kia. Mọi người đón chờ coi clip, các clip tiếp theo mình làm á. Coi là ấy da, cứng vậy. Xem các clip tiếp theo á, mình quay á thì bên trong nó coi gì ha. Rồi trở lại với clip thôi. Đây này, chống ẩm ha. Đây có hướng dẫn sử dụng luôn nè. Cũng không có gì, thôi bỏ qua đi. Đây một dòng loa, ủa cái này bị ngược rồi. Đây này, dòng loa Paramax Pro S25 ha, có dán cả số chăm sóc khách hàng của bên Paramax luôn nè. Ở trên này thì có đủ bát để mình treo loa này, tay cầm này. Ok, đây loa đây Paramax nè, Pro S25 nè. Dòng này là dạng dòng Paramax. Paramax là một thương hiệu karaoke nó kiểu như hơi ho một xíu. Tuy nhiên đợt này họ cũng sản xuất ra những dòng loa full range đứng kiểu dạng chuyên nghiệp như thế này á. Nói chung chất lượng tương đối tốt. À, quan trọng nhất mình thấy là bảo hành 3-5 năm là mình thấy an tâm ạ. Xài cái gì mà bảo hành một cái hãng mà nó dám 20 năm tuổi mà nó dám bảo hành 5 năm là mình thấy kinh khủng. Ok. Cũng cứng cáp chắc ủi luôn á. Lưới cũng khá ok, cứng cáp. Không minh thì có cái này không xoay được nè. Cái này là nếu mà mọi người xoay ngang ra thì mọi người không xoay được, hơi dở nè. Thấy không? Này
Có anh chị nào bên Panamax coi clip nhớ góp ý của em nha, góp ý của Thiên Vũ ha. Này cứng quá, làm cái khớp cho nó quay đi. Tại vì nhiều khi không phải phòng nào mình cũng treo đứng được, mình treo ngang nó mới ok. Giống như kiểu nè, cái loa như này nó không có cái bát treo ngang nè. Thì chẳng hạn như lỡ đầu muốn treo ngang là thua rồi. Nhưng mà nói chung thì cái đấy là một cái chi tiết nhỏ thôi, nó là những chi tiết cộng thêm của một cái bộ loa thôi. Nhưng mà những loa này thì mình đang ghép để mình để đặt trên bàn phố cho những không gian tầm độ khoảng 15 đến 20 mét vuông á, thì mình đặt bàn hoặc mình treo tương đối là được rồi, không cần vấn đề gì ha. Rồi ok, vậy thì ghép với cặp loa này thì mình sẽ có thiết bị gì? Mình sẽ có một cái thiết bị đến từ CA Sound, một dòng sản phẩm mới gần đây bên mình cũng có kinh doanh lai rai thôi. Bởi vì là dòng sản phẩm này thì mình phải lựa chọn khá là kỹ. Với xe sao thì mình phải lựa chọn khá là kỹ thì mình mới chốt được một số sản phẩm của bên xe sao để mình mang về kinh doanh. Thì đây là một trong những sản phẩm đó. Đây là một cái bộ âm ly tích hợp vang số và lên micro luôn, gọi là all in one á, ba thứ trong một, micro nè, vang số nè, rồi cục đẩy nè, lên đến 800W một kênh nha mọi người, cực kỳ khỏe. Thế thì sản phẩm đó như thế nào mình phù hợp luôn ha. Rồi ok, mình có thương hiệu xe sao này, mã là K2008 này, Karaoke Amplifier này ha. Rồi sẽ khui thùng lên cho mọi người coi. Mấy sản phẩm này mình khui thùng xong là mình để trưng bày luôn ha, chứ mình không có bán mấy dòng này ha. Mình bán cho mọi người là mình bán hàng mới thôi, thì mọi người biết Thiên Vũ rồi đó. Thiên Vũ là giao đến nhà khách hàng rồi mới khui thùng, chứ còn các sản phẩm là không có bao giờ bán hàng demo mà đóng lại hết trơn. Là gì đây trời. Rồi ok, ấy dạ, hơi nặng cái này, hơi nặng nha. Không biết để này có sao không, để lại đi. Ok, dòng này đến 800W nên là thật ra là nó khá là nặng mọi người. Nó xài theo thông số mình có đọc được thì nó xài class H đó. Thì mọi người nếu mà ai có tìm hiểu về bên âm ly một xíu á, thì sẽ hiểu cái class H nó nghĩa là sao. Class H là nghĩa là nó dài như vậy mọi người, cực kỳ sâu. Nó không giống như cái dòng mà Boston Acoustic á, mình hay bán á, hồi xưa mình mới có bán á. Boston Acoustic BA400 hoặc 2250 hoặc cái dòng S450 á, nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó là xài cắt AB hay cắt D gì đó thì nó ngắn hơn. Khí hậu nó chỉ cỡ như đây thôi. Còn cái con mà tốt nhất là cái con Vision 3 á, xài cắt D á, nó ngắn nữa. Nó ngắn như thế thì nó đưa vô kệ nó đẹp hơn. Còn con này thì lát hắt nên là hơi sâu xíu. Này mọi người coi này, lát hết là sao nè, thấy không? Không nguyên cái cục tụ này, thấy không? Cái chỗ cục tụ đó. Đó, hồi xưa mình có chia sẻ cho mọi người á. Đó, nó nguyên cục tụ này. Đó. Ok, nhưng mà lát hết thì nó bền bỉ hơn. Trời ơi, thì cái gì cũng có cái nó. Có cái này có cái kia thôi. Và đi kèm với cái này là mọi người có hai cái mic ha. Đây nè, quay cho mọi người coi nè. Nó có hai cái mic nè. Hai cái mic. Làm hơi bóng bóng ha. Mình không thích làm cái kiểu bóng thì mình thích bóng mờ hơn. Sao nó không làm như cái này đẹp hơn này. Ok. Dòng này Trung Quốc nha, xe sao của Trung Quốc nha. Rồi, micro nè, dây nguồn nè, pin cho sẵn nè. Chống lăn nè, rồi vang số setup nè. Này có cả remote luôn. Ok. Remote, mấy cái remote này tiện lắm nha. Mọi người để nghe nhạc, mọi người để karaoke á, mọi người không phải đến nơi mọi người vặn mọi chỉnh á, mọi người bấm sẵn cái này nè. Bởi vậy nên là bây giờ mình cũng thích bán mấy cái dòng mà vang số mà có mấy cái remote kiểu như thế này. Giờ cái 80 nó cũng có rồi mọi người, nhưng mà phải mua thêm. Chứ bên JBL nó không cho, mình phải mua thêm. Như cái mấy trăm ngàn á, 300-400, 200-300 gì đó. Ok, thôi bỏ qua đi. Để mình nói sơ qua cho cái cục này cho mọi người thấy. Để xem nó có những cái gì. Đây có nút nguồn nè, ha. Đơn giản ha, nút nguồn nè. Đó. Các chế độ nè, cái này có thể là KTV là kiểu mình karaoke nè, rồi mình music này, chỉnh nhanh á,
cinema thì chắc sao chứ cinema, chắc cinema nó phải chuyên chứ còn cinema này mình nó không hiểu là gì. Meeting là kiểu như hội họp, nó sẽ cắt effect này này. Thì nó có sẵn cái độ mình bấm cái cho nó qua liền đấy. Hồi input này mình kiểu mình chỉnh chế độ á. Mình chỉnh cái đầu vào của input nó như kiểu là optical, AV hoặc Bluetooth này kia này. FBK này là như là feedback hay sao? Đúng rồi, feedback này, chống hú này. Nó còn này có cả cái cổng USB này. Thì rất là vui nè, cái cổng USB kiểu như mọi người mà muốn mở nhạc trong quán, mọi người mua về trong mà kiểu mình làm quán ăn hoặc cái gì đó, mọi người mà muốn nghe nhạc background real real, mọi người không muốn mở trên YouTube á, mọi người cắm USB á, mình cắm thẳng ở đây nè, rồi mọi người nghe thôi. Nó cứ mở liên tục của mình người. Còn đây là cái nút điều khiển đó nè. Play, pause lại rồi next bài khác này. Đó. Vậy thôi. Phía đằng sau này thì ai da, nặng. Ây da, phía đằng sau này có gì đây? Đây có cái anten, hai cái lỗ anten micro này. Input vô wifi. À, con đường áo súp luôn nè. Ví dụ như thiết cắm súp vô, mọi người về, mua về dàn này về mà có thiết có súp điện đó. Mọi người live đường này được nè. Ủa có cả center luôn kìa. Có cả center luôn nè, là cái cinema có ý nghĩa là vậy á. Tức là cái này nó có còn hỗ trợ thêm một cổng gọi là cổng center nữa nè. Như cái này mình nghĩ thì nó không chuyên đâu. Nên là bỏ qua đi. Đó có thêm in 1, in 2 của đường XLA nè, AV á. Hai cái cổng mic này, 6 ly nè. Một cổng coaxial à. Một cổng optical nè. Một cổng này, cổng này giờ chắc ai đâu ai xài nữa. Rồi bỏ qua luôn. Rồi. Bên đây là cọc ra loa thôi. Cọc ra loa thì nó cũng có cả Canon với cắm dây cho mọi người dễ xài. Với nguồn thôi là xong rồi. Nè. 800W nha. Hai kênh 800W. Công suất rất lớn luôn nha mọi người. Cái này kéo được cả 3 tấc luôn á, nhưng mà hiện tại mình đang ghép với 2 tấc rưỡi luôn cho nó thoải mái. Về giá thì cái cục này đang có giá là 14 triệu. À, còn cặp này đang có giá, mình đang báo giá lẻ nha. À, cặp này đang có giá 14 triệu. Còn cặp này đang có giá 13 triệu. Và sau khi đàm phán với bên các nhãn hàng, bên các thương hiệu á, của Paramax này, bên deal với bên Paramax này, deal với bên Sea Sound, thì mình có xin cho mọi người một cái deal khá là hời cho cặp này. Nó là 19.990 cho bao gồm là một cặp loa cộng với một cái cục này ghép thành bộ dàn, đáp ứng cho không gian từ 15 đến 20 mét vuông, thoải mái luôn, bảo hành cho mọi người 5 năm với cái loa, và sản phẩm này là bảo hành 1 năm. Ok, mọi người thấy sự khác biệt ha. Ok, 5 năm. Với cái mức giá tầm 19.990.000 này thì thật sự mình nói là nếu mà trước đây nếu mà giá lẻ 27 triệu á thì nó sẽ có rất là nhiều đối thủ thị trường cạnh tranh với những dàn rời ba món như là cục đẩy, vang số, micro cộng một cặp loa, rất là nhiều. Tuy nhiên với giá chiết khấu rồi như mình đang đưa đến mọi người là 19.990.000 thì combo này thực sự là combo hủy diệt. Với phần khúc này, với khung giá này thì thật sự là mình không thấy một cái sản phẩm nào nó có thể đánh ra được ra chất âm này mà hay hơn con này. Đương nhiên sẽ phải qua cân chỉnh setup của bên kỹ thuật Thiên Vũ nữa. Tuy nhiên với một cái sản phẩm này thì mọi người có thể mua về an tâm sử dụng trong vòng 5 năm thoải mái, thậm chí là 10 năm thoải mái, không có vấn đề gì xảy ra. Bảo hành thì cái loa thì mọi người yên tâm, mà có mỗi cục này thì có hơi quan ngại một xíu về cái độ dài bền sản phẩm thôi. Tuy nhiên Sea Sound cũng là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng thị trường và cũng rất lâu rồi. Sea Sound mình không nhớ không nhầm phải từ 2016-2017 đã có mặt tại thị trường Việt Nam và đến đây cũng phải tầm khoảng 6-7 năm rồi. Thương hiệu họ duy trì khá lâu và cũng có một cái chỗ đứng nhất định thị trường và sản phẩm của họ từ từ rất là ok. Ok thì không nói nhiều nữa, mình sẽ cho mọi người nghe thử chất âm của cái bộ dàn này nó sẽ như thế nào. Mình sẽ test cho mọi người một bài nhạc và mình sẽ hát thử những bộ dàn này sẽ có nó như thế nào nhé. Còn đâu đây thì gió mưa thì mà ngỡ con tàu vô sóng mơ xa. Lý đâu sao tiếng nhạc kêu chiều buông xuôi vô phương nam phiêu mang theo thủy điều. Dẫu tràn qua hang đầm dòng tố qua bao cùng để nhau mãi yêu cho đời bài tình. Sản phẩm này đang có sẵn tại bên showroom của Thiên Vũ để mọi người có thể hát thử, trải nghiệm và mang về. Ngoài ra nữa, một thông tin rất là quan trọng là cái combo này mình chỉ xin hãng được tối đa là
7 combo thôi nha mọi người, 7 combo tối đa, không có hơn nha. Không có hơn, mình xin được 7 combo cho một cái combo rất tốt này, để cho mọi người có thể sử dụng và trải nghiệm các dòng sản phẩm của Paramacro và xe sao. Nếu mọi người thích clip này, mọi người có thể cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn đi xin deal, để cho mọi người có những sản phẩm có giá nó phù hợp hơn, phù hợp với chất lượng hơn mà mình có một cái deal hời hơn. Bye bye. Quên, showroom Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5. Tới nghe thử và rin về thôi.